Hello, xin chào tất cả quý vị các bạn. Như vậy là nhà báo Hàn Ni cũng như là luật sư Sĩ vừa bị xét xử. Là nhà báo Hàn Ni 24 tháng tù và luật sư Trần Văn Sĩ thì 20 tháng tù sau đó. Liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Đấy, bà Hàn Ni và ông Trần Văn Sĩ đã bị cái tội đấy là gì? Là khui ra đời tư cũng như là xúc phạm nhục mạ, ảnh hưởng đến quyền lợi lợi ích của bà Nguyễn Phương Hằng, cho nên là đã bị xử 20 và 24 tháng tù. Trong xuyên suốt cả phiên tòa thì cả hai người này đều một mực cho rằng là do mình đã bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi bới xúc phạm nhục mạ trong suốt một thời gian dài, cho nên mới dẫn đến những hành động của bà ta, dẫn đến hành động của nhà báo Hàn Ni cũng như luật sư Trần Văn Sĩ. Thế nhưng kết luận của tòa án đấy, thì tòa án cho rằng là đấy là mặc dù là bà Nguyễn Phương Hằng có tội với lại có phạm cái lỗi đối với nhà báo Hàn Ni cũng như là đối với cá nhân ông Sĩ. Thế nhưng hai người này không được phép lên trên mạng để đôi co rồi là đấu tố ngược lại bà Nguyễn Phương Hằng. Bởi vì đáng lẽ ra thì những người này phải 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 đòi cái quyền lợi của mình thông qua cái việc đấy là làm đơn khiếu kiện cũng như là nhờ đến cơ quan chức năng, chứ không có cái phép đâu bà Nguyễn Phương Hằng chửi hai người này rồi hai người này lại lên chửi bà Nguyễn Phương Hằng. Đấy thì kết luận của cái vụ án này thì chúng ta thấy bà Nguyễn Phương Hằng đấy xúc phạm nhục mạ người khác và đã bị bỏ giam. Thế nhưng một số người cũng mắc một cái tội tương tự, đấy là xúc phạm nhục mạ bà Nguyễn Phương Hằng. Tất nhiên ở đây đấy, thì chúng ta thấy rồi, cái câu chuyện có lẽ là nó cũng kết thúc tại đây. Thế nhưng chúng ta nên rút ra điều gì? Thì các bạn biết được đấy, một trong những cái vấn đề mà đáng lẽ ra các cơ quan chức năng cũng như là dư luận chúng ta lên để ý, đó là cái câu chuyện thực ra ấy, bà Nguyễn Phương Hằng bà ấy cũng bị kích động từ nhiều phía. Tức là bà ấy cũng bị những cái người vô danh tiểu tốt ở đéo đâu ấy, chọc ngoáy bà ấy. Và bà ấy không làm, không biết làm nào được, phải đoánh vào những thần tượng của những người đấy. Thế rồi từ cái việc đó dẫn đến là bà ấy động chạm đến một số người. Thế thì trong khi một số người này đấy cũng lại bị bà Nguyễn Phương Hằng, ngoài bà Nguyễn Phương Hằng ra lại bị một nhóm cái người ở bên dưới kích động chửi bới. Thế là thành ra những người này lại lên đấu tố ngược lại và kết quả là cả hai cùng đi tù. Thế nhưng có một cái lực lượng mà các bạn sẽ không thấy được, đó là thế những người mà ủng hộ hai người này đấy, có tội gì không? Những người ủng hộ hai người này chính họ là tác nhân để cho bà Nguyễn Phương Hằng hay nhà báo Hàn Ni hay là ông Sĩ đấy, lên trên mạng và tạo ra những cái video có nội dung phản cảm. Tức là khi bà Nguyễn Phương Hằng bà ấy chửi ông Hoài Linh cũng như là các ca nghệ sĩ thì những cái ca nghệ sĩ này chả lên tiếng gì cả. Nhưng thường thường ấy, ông những cái người này không lên tiếng, nhưng mà cái bộ phận fan rồi là bạn bè của những người này đấy bắt đầu vào kích động chửi bới bà Nguyễn Phương Hằng. Thế thì bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng không thể nào mà đi đi chửi bới với lại tay đôi với lại những cái dạng comment ở dưới được. Thế là tiếp tục lại phải chửi ông Đàm Vĩnh Hưng hay là ông Hoài Linh đấy, nó khó như thế. Các bạn sẽ thấy được một cái nghề này là con trâu đấy, đáng lẽ ra nó đéo hút người hoặc nó cũng chẳng xì hút của ai cả, nhưng mà vì nó bị những cái con ruồi con muỗi ở xung quanh nó đốt, thế là nó phải vằng lại trong quả trong cái quá trình nó vằng vèo đấy, thì nó hút bố người đi đường. Thế thì chúng ta con trâu lúc người đi đường thì con trâu bị xử tội, người đi đường thì bị thương, nhưng mà cái con ruồi con muỗi đấy thì đéo việc gì. Nếu như ở phương Tây, lại một lần nữa, nếu như ở phương Tây bạn comment một câu là đó xúc phạm nhục mạ người khác thì người ta hoàn toàn có chụp lại cái màn hình sau đó là đưa đến cho cơ quan chức năng để cơ quan chức năng xử lý, làm cho bạn phải chừa cái thói đấy đi. Thế nhưng ở Việt Nam chúng ta mặc dù luật an ninh mạng đã ra đời, mặc dù này mặc dù kia đã có hết, thế nhưng mà cái khả năng thực hiện của cơ quan chức năng về những vấn đề như thế này thì lại còn rất yếu, cho nên là nó mới tạo ra những cái tạo ra những cái hiện tượng như thế này. Tức là bây giờ chúng ta quay trở lại với cái vụ án bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu như bà Nguyễn Phương Hằng mà được cơ quan chức năng bảo vệ, tức là những cái comment nào xúc phạm nhục mạ mà bà Nguyễn Phương Hằng chụp lại sau đó là đưa cho cơ quan chức năng và cơ quan chức năng đến xử lý ngay lập tức, thì có lẽ bà ấy không bị ức chế đến mức độ nói bệnh, nói cản, nói bừa. Hay là cái vụ nhà đối với bà Hàn Ni hay ông Sĩ chẳng hạn, nếu như khi bà Nguyễn Phương Hằng nói ra một điều gì ngay lập tức cơ quan chức năng xử lý ngay lập tức, nếu như mà bà Hàn Ni cũng như là ông Trần Văn Sĩ này có đơn kiện chẳng hạn là xử ngay lập tức, thì có lẽ là những người này cũng không đến mức độ bức xúc để rồi bới móc rồi là moi móc tất cả mọi thứ ra, nó dẫn đến là vi phạm pháp luật. Đây cũng là một trong cái điều mà những người lên mạng xã hội Việt Nam cần phải tỉnh táo. Cũng giống như tôi lên mạng này cũng rất nhiều người cứ chửi tôi là Tây nội địa mấy thằng phản động. Nếu như ở nước ngoài nhá, người ta chụp màn hình lại đến sự kiện các bạn, người ta kiện các bạn chết luôn. Thế nhưng mà tại Việt Nam thì lại chưa làm điều đó. Nên không phải vì mà các bạn kích động như thế là rồi tôi thành phản động thật. Bởi vì nhiều khi người ta ức chế, người ta trong cái lúc người ta người ta gọi là bị kích động, người ta nói những lời nó không hay không phải và đặc biệt là có thể sai chẳng hạn.
là vô hình chung chính những cái comment như vậy nó đẩy người khác vào trong tội lỗi, đẩy người ta vào trong vùng tù tội. Nên là lên trên mạng hết sức tỉnh táo, không tránh cái trường hợp mẹ gặp vài cái thằng ất ơ vào chửi mình phản động, thế là mình bảo tao đéo là phản động, tao là phản động đấy, có làm sao không các kiểu. Thế là đến lúc thì không cẩn thận là đi tù oan đấy. Nên là hy vọng rằng là các anh em lên mạng xã hội phải tỉnh táo, đúng không ạ? Không dễ bị kích động, đặc biệt là có một số thằng lịnh thối lịnh thần ấy, lúc nào cũng ca ngợi quê hương đất nước, nhưng mà mục tiêu cuối cùng là gì? Để bảo vệ, tạo ra được cho mình một cái vỏ bọc, một vỏ bọc an toàn, sau đó dùng cái vỏ bọc đó là để đi chửi bới người khác, đặc biệt tạo ra một đống con nhang đệ tử, cứ ai nói động vào cái là bắt đầu dẫy lên đành đạch, xong bắt đầu là chửi bới, xúc phạm được mạng người khác, đấy là rất nguy hiểm. Ok, bye bye tất cả mọi người.